Rồi mới mua được vài bộ nồi quỷ thái về nha anh em. 4 bộ thôi. Mua được 4 bộ nha. Mua ở bên Thái về. Thì mình bán một bộ này giá là 1.9 triệu nha anh em. Đó, đúng rồi, quỷ thái nha. Đem một mã thì đủ hết nha. 4 bộ duy nhất thôi. Nồi này lên xe chạy bao nhẹ bao im nha. Quay đi thì bán ok hết. Rồi quỷ thái. Có 4 bộ thôi nha anh em. Cái này rất là lâu rồi mình mới mua được. Ở bển nó cũng không có hàng nữa nên mình mới mua được 4 bộ nè. Anh em nào nhanh tay chốt thì còn nha. Mình bán 1.9 triệu một bộ nha anh em. 1.9 triệu một bộ cho bộ nồi quay thái. Anh em cần alo mình nha, có 4 bộ thôi. Anh em nha. Chốt nhanh, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha anh em. Chỉ có 4 bộ thôi nha. Bộ nồi quay thái, ngàn viên hoàn toàn.